Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ test thử lưỡi cầu lương có ngạnh cho các bạn coi nha. Mồi các bạn, móc mồi. Gặp ngay con lươn đói nha các bạn. Chết chết, con này chết. Dính chầm chầm luôn. Con này nó đói dữ lắm. Lưỡi câu có ngạnh nha các bạn. Bao sảy thôi. Ngón tay cái nha các bạn. 100 gram á. Mở cái lưỡi này ra thì cũng rất là dễ thôi, mà tại mình một tay mình quay phim rồi một tay mình mở thì nó hơi khó. Đây, các bạn thấy không? Không có đường nào sống các bạn. Cà phê rồi, bây giờ chào tạm biệt các bạn. Bạn cho mình một like các bạn để mình mở lưỡi câu rồi.